chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về sự ra đời của máy bay. Năm 1896, báo chí đưa tin về một chuyến bay thử nghiệm không thành công, đã làm một phi công là thợ lái cánh lượn lâu năm thiệt mạng. Nghe tin này, hai anh em nhà Wright là Overwright và Gilbride người Mỹ quyết tâm chế tạo máy bay. Hai anh em nhà Wright mồ côi cha từ nhỏ, làm nghề sửa xe đạp và thợ cơ khí để kiếm sống. Năm 1900, anh em nhà Wright chế tạo được 3 chiếc cánh lượn và đã thử nghiệm được hơn 1.000 chuyến để nghiên cứu. 2 năm sau, họ đã chế tạo được máy lượn có bánh lái. Từ mô hình này, họ nghĩ tới việc phải chế tạo tàu lượn gắn động cơ. Và sau đó, anh em nhà Wright đã chế tạo ra máy phát động chạy bằng xăng với 4 xi lanh, 12 mã lực và trọng lượng hơn 70 kg. Tháng 11 năm 1903, anh em nhà Wright cho ra đời một chiếc máy bay hai cánh khung gỗ được bao bằng vải buồm và có sải cánh 12m, nặng hơn 300 kg. Khi nổ máy sẽ làm quay chân vịt, tức cánh quạt tạo ra lực đẩy để nâng cánh máy bay. Từ động cơ nổ này, con người sẽ chủ động và điều khiển được vòng tua của máy để nâng hay hạ độ cao hoặc rẽ trái, rẽ phải khi lái máy bay. Sau khi hoàn thiện bước đầu, anh em nhà Wright bắt đầu thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại vào ngày 17 tháng 12 năm 1903 ở bang Bắc California của Mỹ. Tại cuộc bay thử này, mỗi người bay 2 chuyến. Chuyến bay đầu tiên do người em lái, kéo dài 12 giây và bay được khoảng 36,5m. Lần bay cuối cùng do Will thực hiện đã kéo dài 59 giây và bay được 296m. Sau chuyến bay thử nghiệm thành công, anh em nhà Wright tiếp tục cải tiến bình chứa nhiên liệu, cánh quạt, cánh máy bay và hệ thống điều khiển. 3 năm sau, họ lại bay thử và lần này, máy bay của họ đã bay liên tục được 2 giờ 20 phút 23 giây. Sau khi hoàn thiện máy bay, anh em nhà Wright đã đưa sang Pháp bay biểu diễn. Cả châu Âu phát cuồng với cơn sốt bay của anh em nhà Wright. Các nhà tư bản tài phiệt lớn của châu Âu bắt đầu đổ tiền vào chế tạo máy bay với đủ kiểu dáng. Các nhà khoa học quân sự nhận thấy trong tương lai gần, máy bay sẽ là cú đấm thép trên chiến trường và là át chủ bài trong quân đội, nên đề nghị chính phủ khẩn trương chi ngân sách chế tạo máy bay. Sau chuyến biểu diễn ở châu Âu, anh em nhà Wright trở về Mỹ thành lập một hãng sản xuất máy bay. Tuy nhiên, do thiếu vốn và bị cạnh tranh khốc liệt với các nhà kinh doanh máy bay khác, lại thêm người anh bị bệnh qua đời, nên Over đã bán hãng sản xuất máy bay Wright với giá rẻ mạt. Hiện nay, ngành công nghiệp hàng không phát triển như vũ bão, với trình độ rất cao, nhưng nhân loại vẫn không bao giờ quên công lao và thành tích của anh em nhà Wright. Thế giới đã lấy năm 1903 làm mốc để đánh dấu sự kiện máy bay ra đời, và chiếc máy bay do anh em nhà Wright bay thử nghiệm hiện được đặt tại Viện Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ ở thủ đô Washington.